và cuối cùng biến mất. Chỉ có sợi len là cứ dài thêm ra. Mèo con đành chịu. Chị à, ủa chị mới qua. Không cho ba nói. Chị ba đang bị đau bệnh đó. Chị hạn chế được cái ôm ấp gần gũi nó quá, kẻo lây bệnh cho thằng nhỏ. Mẹ của con là bị tim với lại huyết áp, chứ không phải là bệnh truyền nhiễm, không có lây đâu. Mẹ đừng lo. Người già bệnh thì cũng đâu có biết mình bệnh gì đâu con. Tôi nói vậy cũng chỉ muốn tốt cho con cháu thôi. Chị đừng buồn tôi nha. Chị nói đúng đó. Cháu của mình rất cần người chăm sóc, cần người chơi với nó nữa. Nếu như chị có thời gian, hay là chị qua đây cùng chơi với cháu nha. Hay là tôi rước thầy về cúng cho chị nha. Bệnh của chị chắc bị giông ám đó. Không cần đâu mẹ. Bệnh của mẹ con hiểu mà. Con thích thì thôi. Nhà này ai dám làm trái với con đâu. Con chào ba. Dạ mẹ mới qua. Ừ. Anh dẫn con đi chơi chút nha. Tôm. Bà dẫn con đi chơi với bạn Ly nha. Dạ. Yeah. Chào bạn. Về rồi đó hả? Tôi bà nào không mới về. Ừ. Mẹ mới qua. Mẹ cần gặp con gấp có gì gì không mẹ? Mẹ tính về nè. Ngày mai á, để mẹ đón cháu cho. Không cần đâu mẹ, con làm được mà. Con cũng phải để cho mẹ có trách nhiệm với cháu của mẹ chứ. Tôm nè, ngày mai bà nội đón con. Con muốn ăn gì hay đi đâu, bà nội dẫn con đi, chịu không? Ngày mai á, con cũng có một số việc cần đi làm giấy tờ làm ăn. Vậy con nhờ mẹ đón tao một ngày giùm con nha. Được, con cứ đi đi, mẹ lo hết cho. Anh đi đâu lâu quá vậy? Em tưởng anh đi công tác, bỏ em ở nhà một mình. Anh bút đồ ăn cho em nè. Vậy anh ăn chung với em luôn nha. Con bé này làm chị ganh tị quá nha. Thôi chị về đây. Chị làm kỳ đà cản mũi quá. Chị hai, em không muốn ở đây nữa, em muốn về nhà. Chị hai làm thủ tục xuất viện cho em đi. Không được, em phải ở thêm vài ngày nữa, có bác sĩ theo dõi em. Em không muốn ở đây, em ở đây chán lắm, em muốn về. Chồng ơi, muốn về nhà. Muốn về nhà. Được rồi, được rồi. Để anh hỏi bác sĩ, nếu mà bác sĩ cho em xuất viện thì anh đưa em về nhà. Giờ cậu tính sao? Nếu mà bác sĩ cho Trang xuất viện thì em sẽ đưa Trang về nhà chăm sóc. Nếu như cậu đã quyết định chăm sóc cho con bé thì tôi hy vọng rằng cậu sẽ không làm gì cho nó tổn thương nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho cậu nếu như con bé chịu bất kỳ sự tổn thương nào nữa, và lại càng không tha thứ cho một ai đó dám cướp đi hạnh phúc của con bé. Chị Trinh, em nghĩ chuyện của em với Trang thì khi nào Trang hồi phục hoàn toàn Trang sẽ tự quyết định. Còn nếu mà chị cứ tiếp tục làm như này, em nghĩ tất cả mọi người sẽ đau khổ đấy. Cậu cứ thử làm tổn thương con bé một lần nữa coi, xem tôi có để yên cho cậu không. Thank you.
cô hàng xóm xinh đẹp quá ha. Giỏi lắm. Dạ. Nhưng mà nổi khổ lắm mấy con. Nó gặt sao chổi cho nên nó làm quay, nó cuốn không thể nào cất lên được. Sao chổi là sao đó? Nói ra thì là mang tiếng nói xấu con dâu. Nhưng thật tình nhìn con bác cái tài giỏi như vậy, nó làm quay không cất lên được, nó thấy xót xa quá trời. Dạ. Bởi vì người ta nói á, lấy chồng, lấy vợ là phải coi tuổi, chứ ăn đời ở kiếp với nhau mà không hợp tuổi là khổ lắm con. Trước khi lấy vợ hả, thằng Hưng nhà bác nó tài giỏi không ai sánh bằng nha. Vậy mà từ khi cưới vợ nó về, sự nghiệp của nó tụt dốc không thanh luôn. Như bác đi coi nói á, thầy có nói là năm nay sẽ có quý nhân xuất hiện bên cạnh nó đó. Dạ. Nè con. Dạ. Bác nhìn con á, bác có linh tính, con sẽ là quý nhân giúp đỡ cho anh Hưng đó nha. Dạ không có đâu ạ. Anh Hưng giúp con nhiều hơn mới đúng ạ. Bác nhìn là bác biết rồi, con cứ khiêm tốn hoài à. Nè, cho bác hỏi nha, con với anh Hưng á gặp gỡ hợp tác làm ăn như vậy rồi chồng con có nói gì hay ghen không? Dạ 3 năm trước chồng con đã qua đời rồi. Vậy hả? Vậy thì quá tốt rồi. Hả? Không phải, ý của bác á là tại bác lo cho thằng Hưng gặp gỡ làm ăn với con á, rồi không khéo người ngoài nhìn vô người ta lại dị nghị. Mà nè, bác xin lỗi cho bác hỏi, con tuổi gì vậy? Dạ con tuổi Tuất ạ. Tuổi Tuất hả? Tuổi vậy là quá đúng rồi con. Dạ đúng rồi hả bác. Phụ nữ mà tuổi Tuất á là rất hợp tuổi với thằng Hưng. Mà tụi con hợp tác làm ăn với nhau hả, là phất lên như diều gặp gió luôn nha. Anh yêu em, thương em được bao lâu nữa, bao nhiêu thứ đã hứa bỗng dư thừa. Nếu em vẫn yêu dư thì tình yêu có bền